Em Thùy xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày mùng 8 tháng 6. Hôm nay thì em sẽ tiếp tục lên các bác nhà mình một cái mã hàng ở 5 cánh trắng, mít và những cái dòng để các bác nhà mình về nuôi mầm gốc các bác ạ. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Các bác lưu ý khi mà nhà mình gọi điện chốt đơn thì các bác nhà mình nghe rõ phiên của ngày bao nhiêu để chốt đơn cho nó đúng, để tránh nhầm lẫn khi mà các bác nhận hàng. Ví dụ như phiên hôm nay của ngày mùng 8 tháng 6 thì các bác nhà mình gọi điện đến cho em thì các bác chốt là cho bác chốt mã số 1 của phiên ngày mùng 8 tháng 6 thì em sẽ lấy đơn và đóng đơn cho bác nhà mình. Để không làm mất nhiều thời gian thì em sẽ đi chi tiết vào bán hàng luôn ạ. Bác nhá, combo đầu tiên của em đấy là hai chậu hồng yên thủy như thế này các bác ạ. Thì hồng yên thủy nhà em đang nở hoa. Đang nở hoa tại cây luôn. Tại cây đang có hoa có nụ luôn như thế này để các bác nhà mình khi mà mua thì các bác cũng có thể ngắm hoa được. Bình thường em bán là 150.000 một chậu nhưng hôm nay em bán theo combo hai chậu thì em chỉ chia sẻ các bác nhà mình với giá là 250.000 cho hai chậu thôi ạ. Đây chậu số 1 này. Chậu số 2. Vì cũng em lên những cái giò to thì cũng có những bác sưu tầm, còn lên những giò bé thì cũng có khách sưu tầm nên là cái video này em sẽ lên cả giò to và giò bé luôn để các bác nhà mình sưu tầm. Bác nào cũng có thể sưu tầm được. Tiếp theo là mã số 2. Con này thì là cái bộ mầm gốc của nó khá là đẹp, mầm gốc to. Hoa thì nó đang nở ở đây tàn rồi các bác ạ, nó nở tàn mất rồi. Đấy, nhưng mà bên này em sẽ xếp các bác nhà mình một cái cây đang có nụ nữa để khi mà nhà mình đến nơi thì các bác có thể là ngắm. Combo 2 chậu cho mã số 2 đẹp như thế này, mầm gốc to như thế này. Em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 280.000 cho hai chậu hồng yên thủy luôn ạ. 280 cho mã số 2. Đây. Tiếp theo là em sang chậu số 3 là combo 2 chậu. Đấy là một chậu nữ hoàng 28. Một chậu nữ hoàng 28 nụ rất là to như thế này. Nữ hoàng 28 nhé. Và một chậu 5 cánh trắng phú thọ hàng đang có nụ. Thật ra là bây giờ ấy, cái phú thọ này thì nó đã vào gần cuối của cái dòng hoa rồi. Chính vì vậy là bây giờ các bác nào mà chưa ngắm được thì là nhà mình nên sưu tầm. Combo số 3 em chia sẻ là 220.000 cho hai chậu ạ. 220 cho hai chậu nữ hoàng 28 và phú thọ ạ. Mã số 3. Tiếp theo là mã số 4, em lên chia sẻ các bác nhà mình đây cái chậu phú thọ đang nụ. Cái loại nụ to như thế này thì được cái là gửi xa gửi gần nó không hề hỏng bất cứ một cái nụ nào cả. Chính vì vậy là các bác ở xa ở gần là nhà mình đều có thể mua được. Mã số 4 em chia sẻ là 150.000 cho mã số 4. Đang có nụ có mầm gốc và có cả ki luôn. 150.000 cho mã số 4. Tiếp theo là mã số 5. Đây cái lô mà mầm gốc to dài này thì em còn được vài chậu thôi. Mã số 5 thì có hai thân hoa nhưng hai thân hoa của nó gọi là lác đác nụ thôi các bác ạ. Và được ba mầm gốc to dài như thế này em chia sẻ là 180.000 cho mã số 5. 180.000 cho mã số 5 ạ. Bộ mầm gốc của nó cực kỳ là đanh. 180 mã số 5. Mã số 6 em lên combo 2 chậu cho bác nhà mình, nó cũng có một ít nụ thôi. Đấy. Em có một ít nụ như này thôi. Anh ơi. Lên 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 máy anh em cái. Cái mã số 6 em chia sẻ các bác nhà mình là 220.000 cho mã số 6 thôi ạ. Mầm gốc của nó rất là dài. Đó, các bác sưu tầm thì chốt hai chậu này nhá. Nếu như mà cái đơn kia thì bảo là từ từ em sửa cốt. 220.000 cho mã số 6 đang có nụ và có mầm gốc luôn ạ. Mã số 7 đem lên cái chậu hồng yên thủy, cái này nó vừa mới nở hôm nay ở nhà em xong vừa mới nở luôn các bác ạ. Đây nhá, bông to lắm ạ, bông của nó rất là to. Mã số 7 em chia sẻ các bác nhà mình là 180.000 cho mã số 7 nhá. Hai tân hoa, bộ ki rất là nhiều và mầm gốc to. Đấy. Không, có đây mới nở mà. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Mã số 8 con này thì em bán mầm gốc thôi các bác ạ. Cái mã số 8 em bán mầm gốc thôi vì cái hoa của nó cũng khá là tàn rồi, 5 cánh trắng phú thọ. Con này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 180.000 cho mã số 8. 180.000 cho mã số 8 ạ. Mã số 9. Đây, hai cái chậu này nó có cả nụ cả hoa như thế này luôn thì em sẽ chia sẻ các bác nhà mình cả hai chậu như thế này. Các bác nhà mình khi mà mua về các bác có thể là ghép hai chậu lại với nhau. Đây hoa của nó đang nở đây ạ.
hoa đang nở ở trên cây luôn như thế này các bác nhá. Các bác ghép vào từ giờ đến cuối năm nhà mình sẽ có một cái chậu rất là to. Mã số 9 em chia sẻ là 280.000 cho mã số 9, hai chậu to như này luôn, 280. Cho mã số 9. Mã số 10 ạ. Cái mã số 10 này thì mầm gốc của nó là dài nhất ở trong lô hàng luôn. Con này nó phải rơi vào tầm đâu đấy tầm khoảng 50 phân. Cái loại này thì em thấy là ở dưới đây nó đang lên rất là nhiều nụ các bác này. Nó lên một cái lứa nụ sau. Đó, các bác nuôi cái này thì tầm khoảng là nửa tháng nữa các bác sẽ được ngắm nụ nhá. Nụ đang lên ở dưới này khá là nhiều. Mã số 10 em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 160.000 cho mã số 10. Mã số 11. Thật ra là khi mà đến một cái mùa hoa thì mùa hoa của nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 15 đến 20 ngày. Thì khi mà hết mùa hoa thì các bác nhà mình sẽ siêu tầm những cái dòng mầm gốc to đẹp như thế này để nhà mình làm một cái tác phẩm năm sau. Em sẽ lên một số cái mã tác phẩm để các bác nhà mình cùng siêu tầm. Đấy là mã số 11 thì rất là nhiều mầm gốc nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mầm gốc. Mã số 11, 10 mầm gốc em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 500.000 cho mã số 11. Mã số 12, mã số 12 thì con này nó cũng rất là nhiều. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 18 đến 15 đến 18 mầm gốc. Mã số 12 em chia sẻ là 580.000 cho mã số 12. Con này to lắm. Mã số 12 này khi mà các bác mà mua ấy, từ dưới đến cuối năm mỗi thân nó phải dài đâu đấy tầm khoảng là 1 mét. Em nói thật luôn là nó thành những cái giò tác phẩm khi đấy các bác phải mua đến tiền triệu thì các bác mới mua được. Còn bây giờ thì mầm gốc nó đang còn khá là vừa thì em cũng bán nó giá hợp lý thì các bác nhà mình là siêu tầm. Mã 12 580.000 cho mã số 12. Mã số 13 đây này, có mấy cái giò to đẹp nhất thì em bán trước. Mã số 13 con này cũng rơi vào tầm khoảng đâu đấy là 15 đến 18 cái mầm gốc. Con này em chia sẻ là 580.000 luôn cho mã số 13. Cái bộ mầm gốc của nó trồng thì rất là khỏe luôn và bây giờ là cái thời điểm nó dễ đang ra. Con này đẹp lắm. 580.000 cho mã số 13. Mã số 14 á. Mã số 14 con này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 550.000 cho mã số 14. Con này chi chít luôn. Con này nó phải rơi vào tầm khoảng đâu đấy 20 cái mầm gốc. Mã số 14 ạ. 550.000. Mã số 15 là một chậu ám cổ Văn Giang. Đây con ám cổ Văn Giang này là mã số 15. Con này em chia sẻ các bác nhà mình là 550.000 cho mã số 15 ám cổ Văn Giang. Cái dòng ám cổ Văn Giang này thân của nó siêu dài luôn và cái lá của nó rất là đẹp. Lá của nó tròn như lá mít luôn. Chính vì vậy là các bác nhà mình là nếu mà chưa có thì nhà mình nên sưu tầm. Cái ám cổ Văn Giang này á, em thấy là cái hoa của nó ra cực kỳ là dễ luôn các bác nhá. 550.000 ám cổ Văn Giang. Tiếp theo thì em còn một giò mít mít iPhone. Nó là một trong những cái dòng mít quá là đẹp. Để khi mà các bác nhà mình sưu tầm thì các bác sẽ nhân giống lâu dài. Nó là một cái dòng mít gân bản lá mà nuôi to lên thì nó to như kể là một cái điện thoại luôn. Thì nó sẽ rất là đẹp các bác ạ. Em chia sẻ một cái giò to như thế này cho bác nhà mình với giá là 2.6 triệu. 2.6 triệu nha các bác. Nhìn cái lá này nó bóng loáng như bôi mỡ luôn. Cái đường gân của nó rất là nhiều. Đến cả những cây con ra nó đã ra rất là chất lượng như thế này rồi các bác ạ. Đây các bác nhá. Cái cây con của nó ra vì nó là cây tự nhiên nên là khi cây ra một cái là các bác có thể là cắt ra để nhà mình làm giống luôn. Khi nào nó cũng có mầm gốc hết rồi, nó cũng có rễ ra rồi các bác ạ. 2.6 triệu cho mã số 16 mít iPhone. Đây ạ. Con này được cái là nó đẹp, nó không có điểm chê luôn. Chính vì vậy là các bác nhà mình nên siêu tầm. Ô, này video ngắn đấy nhỉ. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462 ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của phiên ngày hôm nay ạ.